Xin chào anh em nha. Hôm nay mình có thử một cái phơm của mình. Thường em bán trên mạng. Đây. Phơm này với ốc mít với ốc mực nha. Phơm này em sửa nguyên bản là vành em đi 2 ly nha. Sườn đứng em đi 3 ly. Nó rất là mỏng nha các bạn. Phơm này là giá là 1 triệu 2 nha. Không bao gồm áo nha. Mình tặng cho anh em hoa giả thôi nha. Đây, mình trang trí đây. Mình test thật cho anh em nha. Thường thường nhẹ thì nó thường hay bị sụp sản nha. Nếu mà muốn nặng á thì các bạn nói với mình chỉnh nặng cho, tại vì mình muốn đúng cho chắc chim á, hôm nay mình chỉnh nhẹ lắm, mình chỉnh nhẹ lắm nha các bạn, thấy không? Muốn chắc chim thì tầm cao, còn mà chỉnh nhẹ quá thì nó thường hay bị sập sản. Sập sản thì thường thường anh em muốn được một con thôi, không muốn được nhiều, một con thôi, cứ một con thôi, không muốn hai con nha, con thôi. Anh em nào mua thì cứ liên hệ số Zalo của mình nha, 0378 291 261 nha. Thôi mình sửa lại nguyên bản nha, còn chiếc hai nha. Cảm ơn anh em xem video nha. Lực ốc mít với hút mực nha.